Hi, chào bạn. Hôm nay mình xin được làm clip review mẫu HG Cutter, vì đây chính là mẫu Pipanda X nên giá thành cũng rất là mắc. Nhưng mình mua ở một shop bán với giá là 480, đó chính là shop Toy Store hàng Bandai đàng hoàng các bạn. Đầu tiên, đây chính là con hàng sau khi được lắp xong. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái base như thế này, rất là đẹp đấy. Cái phần chốt này nếu ai chơi quá rồi nhiều lần thì các bạn sẽ rất là quen thuộc, không cần phải giải thích gì nhiều. Và đây chính là con hàng của chúng ta sau khi được lắp xong. Về về con này chúng ta sẽ có được đề can ở ngay con mắt, ngay đầu, ngay cái da như thế này, tay bên đây, đây dưới đây cũng vậy. Con này được dựa trên mẫu Gundam Daniel nha, nên con này cũng giống như Daniel. Không hiểu sao mà vì cái chân hay là gì nó đứng nó hay ngã hoài, nó không được vững lắm. Cái chân cầm cảm giác rất là nhẹ hơn mấy con dòng khác. Đây là cái shield của nó, và đây chính là backpack đặc biệt. Điểm đặc biệt của con này là backpack có thể chuyển hình dạng một cái cung tên. Đợi sau cái clip review về các khớp mình sẽ hướng dẫn bạn cách. Và đây, Dino và con này có điểm chung là có phần hơi xấu là chỗ này nó kiểu như nó khá là trống, không thể hiện rõ được chi tiết. Nếu bạn thu cái váy này vô như thế này đó, cũng vẫn che được một phần, nhưng mà cũng nhìn vô chung là phần này nó quá là rộng và trống nên không được đẹp mắt cho lắm. Đề can hai bên đây cũng có nha các bạn. Trước tiên về phần đầu, mình sẽ di chuyển cái đầu trước, không thể 360 độ được vì kiểu như là hai bên này như một cái cổ áo rồi. Nếu các bạn mặc áo sơ mi, các bạn có thấy cái cổ áo này này nó đã bị dướng lại đây. Nếu bạn cố quay mạnh thì có thể ok, nhưng nếu mà bạn đưa cái đầu gập xuống như thế này đó, nó sẽ không xoay được vì chỗ cái càm nó sẽ bị dướng lại. Còn nếu bạn để đầu bình thường xoay 360 độ được ok. Về phần tay, hạn chế nó có cái chốt như thế này, và tới đây là hạn chế hết có rồi, không thể đưa lên cao như thế này được. Chỗ này thì ok, không hạn chế, rất là ổn, không có gì phàn nàn cả. Nếu bạn nhìn chung á, mấy cái phần runner này sẽ được trong boss nó sẽ được sơn lên màu gold. Những này là kiểu như là bề mặt nhựa màu nó gần y như vậy chứ cũng không được đẹp lắm. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể nhờ shop hoặc tự mình có thể sơn lên màu gold cũng được. Và đây chính là cái shield của nó đây. Cái shield này, cái này chỗ này dùng để gắn vô cái bàn tay như thế này. Còn đây là nếu bạn đẩy cái chốt này vô, cái chốt này sẽ gắn cho cái cung. Và đây đề can chỗ này mình thấy không được thích cho lắm, nó rất là dễ xúc đây đấy, rất là dễ xúc, không hiểu sao. Về phần váy đây, nâng lên được như thế này. Đặc biệt con này là cái mỏ hacker, mấy cái váy sao thường là được dính liền hết, nhưng nguyên con này chúng ta thể như này đấy, di chuyển con này cũng giống như con Daniel thôi đó. Cái chốt này lên đấy. Về phần cánh, gập vô gập ra xoay được 360 độ luôn.
Ê, nếu rất là đứng khó là vẫn đụng một cái là rớt liền. Về đây cái phần khẩu súng nó, các bạn có thể cái này là chuyển hóa thành cái cung nha. Nếu mà bạn tới đây còn gắn sát vô thì nó sẽ là một cái súng. Và đây là cái đồ cầm nó, cái chốt này mình đã mở ra sẵn để lát nữa mình sẽ làm hướng dẫn cách ráp cây cung như thế này. Đấy, cầm như thế này. Về các phần bàn tay, về các phần bàn tay thì mình có là đây giống con Daniel, bàn tay xẻ như thế này, cả bàn tay nắm đấm lại không có cầm được không. Đây mỗi bên ba cái mỗi bên. Chúng ta sẽ được có được hai cái beam như thế này. Quan trọng là vì sao nó lại có những cái đường kẻ này, đó là dành cho cây cung nha. Về cái part dư, mấy cái part dư thì các bạn có thể thấy là đây. Part dư là những cái bắp để gắn cho con Daniel đây, và đây đây cái phần dài cũng vậy, chỗ này phần chân và chỗ này phần dài luôn. Rồi sau đây mình xin được hướng dẫn trước tiên về cái khớp bụng 360 độ được, yên tâm. Mình sẽ khớp này như thế này luôn, đứng không dẫn, và mình sẽ hướng dẫn cách lắp cây cung. Đầu tiên gỡ cái bắt mắt ra trước như thế này, sau đó các bạn mở một cái chốt nhỏ bên này, kéo nó ra để cho nó cứng lại, cái kéo cái chỗ phần này kéo này ra luôn. Thấy có hai cái lỗ, đấy cái này chúng ta sẽ bẻ ngược lại. Mấy cái này chúng ta có thể bẻ ngược lại luôn. Chỗ này đây nó có kiểu như là có thể mở ra mở vô như này được. Vậy cần khiên thì chúng ta sẽ làm thao tác đóng cái chốt gắn tay lại, thấy cái chốt ở giữa. Ủa cái chốt này này các bạn, tại cái này nó đã mở gắn cho cái này nên chúng ta sẽ gắn vào cái chốt như thế này. Khá là nhỏ. Đây. Tùy ít, tùy thích các bạn hay gắn vào chốt nào cũng được. Đây. Vậy này. Dựa theo cái đường chéo này, các bạn việc gắn vô cho nó bằng cái đường chéo các bạn thấy, và đưa cái lưỡi beam này đây
Lưỡi bim này phải nằm bên trong cái phần phát màu vàng này nha, nằm bên trong cái ở bên trong cũng làm thao tác này, dựa vào cái đường này đấy, có cái đường xéo lên rồi chúng ta gắn vào và đưa cái lưỡi bim này. Và chúng ta đã có được một cái cung rất là đẹp. Chốt tay cầm này mình sẽ cho nó gắn vào cái tay của con Cateron. Dùng cái vai cho nó đứng lên cái. Xong. Chỗ này nó rất là hay, dễ bị sụt ra. Và chúng ta đã có được một cái cung như thế này đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip review mẫu HG Catron Bandai, và nhớ ủng hộ và share cho kênh mình ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.